Christian Eriksen đã lập hat-trick kiến tạo để giúp Đan Mạch đánh bại San Marino với tỷ số đậm 4-0 ở lượt trận thứ 5 bảng H vòng loại Euro 2024. Đan Mạch chơi áp đảo San Marino ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 26, Højbjerg dứt điểm chính xác mở tỷ số cho đội chủ nhà. Sau đó chỉ 2 phút, Eriksen kiến tạo để Malle nhận đôi cách biệt. Phút 40, vẫn là tiền vệ thuộc biên chế Mon dựa tích kiến tạo cho người đồng đội Jonas Wind ghi tên mình lên bảng điện tử. Các cầu thủ San Marino chỉ cầm bóng có 13% và không tung ra được bất kỳ pha dứt điểm nào. Eriksen dù không ghi bàn nhưng mang đậm dấu ấn trong chiến thắng này của Đan Mạch. Phút 90+3, anh hoàn tất cú hat-trick kiến tạo để giúp Yusuf Poulsen ở nền chiến thắng 4-0. Giành chiến thắng ở trận đấu này, Đan Mạch có được 10 điểm, kém đội đầu bảng H là Phần Lan 2 điểm. Pháp tiếp đón Ireland trên sân công viên các hoàng tử ở lượt trận thứ 5 vòng loại Euro 2024. Lớp Lơ đã thắng cả 4 trận và đang đứng đầu bảng B. Trong khi đó, đối thủ của họ mới chơi 3 trận và đã để thua 2. Huấn luyện viên Didier Deschamps tung ra sân đội hình rất mạnh, bao gồm cả Mbappe, Giroud và Dembele trên hàng công. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Stephen Kenny không có sự phục vụ của chân sút đang lên, Evan Ferguson. Sau tiếng còi khai cuộc, Ireland lập tức tràn lên phần sân của Pháp nhằm gây bất ngờ. Tuy nhiên, các hậu vệ của đội bóng áo lam đã hóa giải cho tình huống nguy hiểm của đội khách. Phút 19, Tchouaméni sút bóng một chạm, bóng bay cực căng và găm thẳng vào góc xa khung thành thủ môn Bazunu. Mà đến phút 48, Marcus Thuram xoay người rồi tung cú dứt điểm double rất nhanh nâng tỷ số lên 2-0. Thắng lợi này giúp Pháp tiếp tục dẫn đầu bảng B. Với nhiệm vụ buộc phải thắng, Hà Lan chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Câu lạc bộ màu da cam sớm được tận hưởng niềm vui ở phút 17 khi Martin De Roon dứt điểm quyết đoán mở tỷ số. Phút 31, các cổ động viên có mặt tại sân Philips lại được dịp ăn mừng. Nhận đường chuyền từ cánh phải của Denzel Dumfries, Cody Gakpo tung cú volley đẹp mắt đánh vào thủ môn bên phía Hy Lạp để nâng tỷ số lên 2-0. Chưa đầy 10 phút sau, Dumfries lại kiến tạo chuẩn xác cho Vavergos đánh đầu tụt lưới Hy Lạp. Chung cuộc, đội tuyển Hà Lan giành chiến thắng 3-0. Qua đó, vươn lên vị trí thứ hai bảng B với 6 điểm sau 3 trận đấu, kém đội đầu bảng Pháp 9 điểm. Câu lạc bộ Al-Ittihad thất bại trong việc nỗ lực ký hợp đồng với Jadon Sancho theo dạng cho mượn. Đội bóng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Steven Gerrard có quyết định táo bạo với Sancho sau khi cầu thủ người Anh công khai phản ứng đối đầu với huấn luyện viên Ten Hag. Trong ngày cuối cùng của phiên chuyển nhượng tại Ả Rập Xê Út, thông qua trung gian môi giới, Al-Ittihad muốn có được sự phục vụ của Sancho. Man United cũng sẵn sàng để Sancho chuyển đến Ả Rập Xê Út chơi bóng, không tính phí cho mượn, nhưng đối tác phải trả toàn bộ tiền lương cho Sancho. Ngoài ra, đội bóng thành Manchester còn đặt điều kiện Al-Ittihad buộc phải mua Đức Jadon Sancho vào mùa hè sau với mức phí 50 triệu bảng. Câu lạc bộ của Ả Rập Xê Út không đủ nguồn lực tài chính đáp ứng yêu cầu từ phía Man United nên thương vụ đổ bể vào giờ chót. Với động thái chuyển nhượng trên, các sếp lớn tại Old Trafford quyết định loại bỏ Sancho sau những bất đồng với Ten Hag. Không phải như Besiktas đồn thổi, Nicolas Pepe sắp chuyển đến một câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ khác là Trabzonspor. Trở lại Arsenal từ Ligue 1 sau mùa giải vừa qua, Pepe một lần nữa bị Arteta gạch tên. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha không triệu tập tiền vệ này cho tour dự đoán mùa hè. Đồng thời Arteta thông báo cho Pepe phải rời Emirates trong phiên chợ hè năm nay. Một tuần sau khi thị trường chuyển nhượng ở châu Âu kết thúc, Nicolas Pepe cũng vừa tìm được bến đỗ mới. Cụ thể, cầu thủ người bờ biển Nga đã gia nhập Trabzonspor, nơi mà phiên chợ mùa hè đóng cửa đến ngày 15 tháng 9. Trước khi Pepe đồng ý đến Trabzonspor, nhiều nguồn tin cho rằng cầu thủ này sẽ gia nhập Besiktas. Theo RMC Sport, Nicolas Pepe sẽ ký hợp đồng một năm với Trabzonspor. Mức phí của thương vụ này từ 4 đến 5 triệu euro. Ngay sau khi các bên chốt xong thỏa thuận, Nicolas Pepe sẽ lên chuyến bay riêng đến Thổ Nhĩ Kỳ để ký hợp đồng. Dự kiến, anh sẽ chính thức là người của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ trong hôm nay. Al-Ittihad xác nhận đã hoàn tất hợp đồng với Demarcus Gray từ Everton. Về phía mình, Everton cũng đã thông báo cho biết đã bán cầu thủ người Jamaica cho câu lạc bộ của Ả Rập Xê Út. Các bên liên quan không tiết lộ chi tiết nhưng theo nhiều nguồn tin uy tín, mức phí của Demarcus Gray là 8,6 triệu bảng. Tiền vệ 27 tuổi sẽ ký hợp đồng đến tháng 6 năm 2027. Tại câu lạc bộ Ả Rập Xê Út, Demarcus Gray sẽ nhận mức lương 4,8 triệu bảng một năm. Trước đó, cầu thủ mang hai quốc tịch Anh và Jamaica được câu lạc bộ Everton trả 1,3 triệu bảng một năm. Gray trở thành cầu thủ thứ hai rời Premier League đến Al-Ittihad ở phiên chợ hè này sau Jordan Henderson. Tiền vệ 27 tuổi là cầu thủ đáng chú ý thứ ba của câu lạc bộ Ả Rập Xê Út này sau khi chuyển mộ Henderson và Wijnaldum. Trước Demarcus Gray, hàng loạt những cầu thủ từ Premier League cũng đã chuyển đến Saudi Pro League như Kante, Henderson, Mahrez, Mendy, Saint-Maximin, Laporte, Fabinho, Firmino, Ruben Neves, Mitrovic hay Koulibaly.
vì phiên chợ hè tại Ả Rập Xê Út chỉ đóng cửa vào ngày 15 tháng 9, nên nhiều khả năng sẽ có thêm một vài cầu thủ nữa rời Premier League để cập bến Saudi Pro League trong một tuần tới. Mới đây trong buổi phỏng vấn cùng đội tuyển Brazil, Neymar đã có nhiều lời khen cho Saudi Pro League. Tiền đạo này không ngại khẳng định giải đấu của Ả Rập Xê Út giờ đây hấp dẫn hơn Ligue 1. Tôi có thể khẳng định rằng dù là giải đấu nào thì bóng đá vẫn là bóng đá. Tất cả cầu thủ đều mong muốn được ghi bàn, đều đặt mục tiêu giành chiến thắng. Nếu nhìn vào những cầu thủ cập bến tại các đội bóng Ả Rập Xê Út mùa hè này, có thể thấy giải đấu này giờ đây còn hấp dẫn hơn cả Ligue 1. Bất cứ ai xem thường Saudi Pro League rồi cũng sẽ phải theo dõi giải đấu này sớm thôi. Neymar không phải ngôi sao duy nhất cập bến Saudi Pro League vào mùa hè này. Benzema, Kanté hay trước đó là Ronaldo cũng đang khoác áo những câu lạc bộ của quốc gia Trung Đông này. Về phía Ligue 1, họ đã mất đi hai ngôi sao lớn nhất của mình là Messi và Neymar trong một mùa chuyển nhượng, thậm chí Mbappe. Lý do để người ta có thể xem Ligue 1 vào lúc này, nhiều khả năng cũng sẽ ra đi vào năm sau. Sau khi tập trung cùng đội tuyển Maroc, Sofyan Amrabat lại gặp chấn thương và tạm thời bị rời khỏi danh sách tập trung đội bóng trong đợt này. Amrabat được tạo điều kiện hội quân muộn để có thể hoàn tất việc gia nhập Man United, nhưng anh sẽ không thể khoác áo đội tuyển Maroc trong những trận đấu tới. Theo thông tin từ trang chủ trên Liên đoàn bóng đá Maroc, Amrabat đã rút lui khỏi đội tuyển sau chấn thương mới nhất. Huấn luyện viên Ray Gravy đã triệu tập tiền vệ Yaya Jabrane để thay chỗ tân binh của Man United. Nguồn tin từ Maroc cho biết, chấn thương của Sofyan Amrabat không quá nghiêm trọng. Việc huấn luyện viên Ray Gravy loại bỏ tiền vệ này khỏi danh sách là để tránh việc Amrabat bị chấn thương nặng hơn. Huấn luyện viên đội tuyển Maroc muốn Amrabat nhanh chóng phục hồi để đạt 100% thể trạng để có thể sớm trở lại cùng Man United. Tiền vệ 27 tuổi sau rời khu tập luyện của đội tuyển Maroc để quay trở về Manchester dưỡng thương.